Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các bác. Hôm nay thì trời đang có mưa bay bay, ngồi đây để chia sẻ cho các bác và tất cả các bạn cái cách nuôi nuôi một cái rễ, một cây rễ thân cao, tức là như thế nào. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ cho chia sẻ với các bạn luôn. Thì nếu mà bạn đang dùng Facebook ấy, thì có thể vào cái nhóm đó là cộng đồng yêu cây, hoặc là tôi là admin một cái kênh, một cái group nữa, đó là Mộc Hương Ba Miền. Đấy, thì bạn muốn tìm kiếm tôi hoặc là giao lưu với tôi thì có thể vào hai cái nhóm này ở trên Facebook. Hôm nay chia sẻ luôn nhé các bạn. Khi anh em chúng ta mà cái quá trình mà chơi cây xanh ấy, thì do các bạn nuôi cây nó phát triển rất mạnh, thì ở đâu đó có những cái rễ, nó rễ thòng từ trên cao nó rơi xuống. Đấy. Hoặc là các bạn sưu tầm đó. Thế thì cái khó khăn gặp phải đó là gì? Cái rễ nó to, nó không đồng đều, hoặc là bạn khi cái nuôi cái rễ nó gặp cái vấn đề như là nó cao quá, lênh hênh quá, nó mình không có giải pháp nhiều. Đấy, mình không làm thế nào để cho nó có cái đường nét nó đẹp. Thế thì hôm nay thì mình sẽ chỉ luôn cho các bạn. Phía sau mình là một cái rễ của một cây xanh. Cái rễ này nó cũng nằm trên một cái cây cũng già rồi. Mình nhìn thấy cái điểm trên thì nó có các cái đường đi nó đẹp, thì mình muốn tận dụng. Thì mình nuôi cái cây này nó dáng là dáng văn nhân, rất thân, rất cao. Đây là phần dưới các bạn. Thế thì ở trên ấy, ở trên này, lát nữa mình sẽ quay ở trên này, mình cứ nói trước phần này nhỉ? Phần dưới mình nói trước. Ở dưới là cái điểm dưới cuối cùng của cái rễ. Thì dưới này thì mình sẽ cho nó vào cái trong chậu. Cái chậu này được cho đất cẩn thận, cho dinh dưỡng và ăn. Đấy. Thế còn ở phần ở trên, phần ở trên thì sao? Đây, phần trên là thân chính của nó đây các bạn. Thân chính này. Thì cái thân chính này thì là có một cái điểm, đó là cái này nó nuôi trên, nằm trên chậu này. Đấy. Thì cái cách nuôi như sau, các bạn cũng chọn một cái chậu nó thật cao, hoặc là các bạn dâm nó vào một cái chậu có sẵn ở trên cao, hoặc ở dưới các bạn cũng làm một cái chậu nhỏ ở dưới để đón ở bên dưới. Thì khi các bạn nuôi này. Đây, mình sẽ kích chỉnh lại cái máy. Khi chúng ta nuôi thì chúng ta sẽ chấp nhận một cái điều nó xảy ra, đó là khi nó nằm ở trên này, cái thân chính nó nằm trên này thì nó sẽ hút dinh dưỡng từ cái chỗ nào gần với lá nhất. Đấy. Thì rõ ràng là cái cây này thì cái thân chính là to hơn này, nó ăn dinh dưỡng nhiều hơn. Đấy. Thì các bạn sẽ hỏi là nếu mà nuôi như này thì cái rễ ở dưới thì liệu nó có tác dụng gì không? Đương nhiên rồi, nó sẽ phải phân bổ dinh dưỡng, nó kéo từ dưới trên. Trên này thì nó ăn nhanh không nói, ở dưới thì bắt buộc nó phải sống. Và lúc này là các bạn cần phải nuôi rất là mạnh, nó là cho ăn tốt này, và chúng ta cần phải định hình cái đường này. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn cách vào dây và định hình cái đường chạy của cái thân này nó đi xuống, để nó hòa nhập với cái rễ này. Bởi vì rễ này quá cao, trông nó lênh khênh, nó xấu. Việc của chúng ta là phải đưa nó vào khuân và định hình nó ngay từ lúc sớm. Đấy. Thì khi mà chúng ta nuôi đạt theo tỷ lệ, hoặc là chúng ta vừa nuôi vừa phải định hình, vừa nuôi vừa định hình, vừa nuôi vừa định hình. Vậy thì khi mà nó đạt theo cái tỷ lệ nào đó thì chúng ta sẽ tiến hành cắt cái thân chính này đi và cho tập trung dinh dưỡng, nó sẽ hút từ cái chậu bên dưới kéo lên trên và nuôi thân này. Đấy, thì chúng ta sẽ đương nhiên là sẽ có một cái cây để chơi ở trong tương lai. Thì lúc này thì các bạn sẽ khó để nhìn nhận được nó đâu là đẹp, đâu là xấu, và nó xấu nhiều hơn đẹp, và thực sự nó rất là xấu. Đấy. Nhưng mà do chúng ta kiên trì, chúng ta biết phương pháp, biết kỹ thuật, thì nó sẽ trải qua các cái thời gian, cây nó sẽ biến đi, nó có cái đường nét nó biến đi, thì sớm hay muộn thì nó sẽ có tác phẩm đẹp. Và đây là sự cam kết. Đấy. Ngoại trừ chúng ta là thiếu các cái kiến thức. Đấy. Một số các kỹ năng nữa thì cũng chịu thôi, nhưng mà mình khẳng định được là cái cây này mình sẽ làm thành công. Còn
ở mức độ bao nhiêu, còn cái độ cảm nhận của mọi người bao nhiêu thì cái đấy còn tùy thuộc vào tùy tùy từng người. Thì đấy, Thì đối với cây xanh và hầu hết với tất cả cây khác cũng thế. Đấy, các bạn khai thác một cái cây mà nó có hai các cái điểm rễ khác nhau, thì các bạn có thể làm theo cách này. Ừ. Để xây dựng cho mình một cái tác phẩm, cái sản phẩm tốt trong tương lai. Rồi, các bạn có cái câu hỏi nào hoặc cái phần nào liên quan tương tự như phần chia sẻ của mình ấy, thì cứ hỏi, thì mình sẽ trả lời. Đấy. Thì một số bạn sẽ hỏi mà bây giờ tôi không muốn trồng cái chậu ký và cái chậu khác, thì các bạn trồng cái chậu khác cũng được, không sao cả. Đấy. Chọn có một cái chân nào cao thì các bạn trồng cái phần này trên và ở dưới. Thì bắt đầu là các bạn sẽ dùng dao, các bạn tách tách dần ra, cắt các cái phần nhựa ở bên ngoài, cái phần da bên ngoài, để cho mình điều hướng các cái dinh dưỡng từ dưới đi lên để nó nuôi cái rễ này. Đấy, thì có rất là nhiều cách thôi. Đấy, thì về cơ bản là như thế các bạn. Rồi, cảm ơn cả nhà. Và nếu bạn mà thấy video này hữu ích thì hãy comment hoặc là chia sẻ video này và đăng ký kênh, bấm chuông nữa. Bởi vì là thuật toán của YouTube nó rất thích thích điều này. Bạn xem thì bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đấy. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều.